Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh Truyền Thiết Yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ 6, ngày 14 tháng 6, 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Phấn đấu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc. Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học, công tác xây dựng đảng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xung quanh câu chuyện người dân xếp hàng xuyên đêm mua vàng bình ổn giá. Phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh G7 họp ngày thứ hai tập trung vào thương mại với Trung Quốc. Mỹ khẳng định không ủng hộ Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Tòa án Nhân dân tối cao. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến hệ thống Tòa án Nhân dân toàn quốc. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chất lượng hiệu quả công tác xét xử của các tòa án ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh ổn định cho sự phát triển của đất nước. Chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hoạt động tư pháp của hệ thống tòa án, Chủ tịch nước đề nghị hệ thống tòa án cần nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm, có giải pháp phù hợp khả thi nhằm khắc phục cho được những hạn chế bất cập, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới. Chủ tịch nước khẳng định năm 2024 là năm tăng tốc để đến năm 2025 về đích thực hiện thắng lợi toàn bộ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng thời chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Vì vậy, trọng trách của các tòa án là tập trung thực hiện khẩn trương hơn yêu cầu cải cách tư pháp, những nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đã chủ trì phiên họp thứ 12 của ban chỉ đạo. Phiên họp của ban chỉ đạo được kết nối trực tuyến với 48 tỉnh thành đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Hiện cả nước có 40 dự án với 92 dự án thành phần là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải thuộc 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không tại 48 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung rà soát tình hình triển khai các dự án, kiểm điểm việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu san lấp, việc thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp, thúc đẩy các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động. Kết luận phiên họp đánh giá tình hình, những kết quả nổi bật cũng như những hạn chế trong triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao với phương châm chỉ bàn làm, không bàn lùi. Các nhà thầu thi công triển khai với tinh thần 3K 4K, vượt nắng thắng mưa, tất cả vì mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tổ chức đối thoại với người dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân, bảo đảm người dân di dời đến nơi ở mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, tháo gỡ khó khăn trong việc di dời các công trình kỹ thuật, nhất là đường điện giao chéo đường cao tốc. Tin trong tỉnh Đồng Nai, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội thảo khoa học công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Đồng Nai hiện có 33 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 31 khu công nghiệp đi vào hoạt động. Toàn tỉnh có hơn 52.700 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với gần 1 triệu lao động đang làm việc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã phát triển 33 tổ chức đảng, kết nạp được 1.044 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nhiều cấp ủy, chi bộ, đảng bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đã từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị thực sự trong doanh nghiệp. Tại hội thảo, hơn 50 tham luận khoa học gửi đến đã khẳng định tính cấp bách phải tăng cường công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính trị, xã hội các cấp cho công tác phát triển đảng. Trên thực tế, tất cả các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức đảng đã giúp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, ít xảy ra đình công, lãng công, gây rối trật tự. Phải làm cho chủ doanh nghiệp thấy rằng là gì? Có tổ chức đảng, có các đoàn thể nhân dân, có đảng viên trong doanh nghiệp của mình thì chỉ có lợi,
chứ không có hại. Nó sẽ thúc đẩy cho sản xuất kinh doanh phát triển hơn, nó sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp cao hơn, và cả chủ doanh nghiệp và cả người lao động cũng có thu nhập cao hơn. Tại hội thảo, đại diện các đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thời gian tới. Chúng tôi đã ký cái quy chế thỏa ước với ban giám đốc. Thì trong cái quy chế này yêu cầu ban giám đốc phải cho một cái khu vực riêng để cho đảng bộ tổ chức sinh hoạt và các hoạt động. Thứ hai là ban giám đốc sẽ hỗ trợ kinh phí để cho tất cả đảng viên hay bạn bộ có thể tham gia các hoạt động dân vận, thăm nom. Thứ ba là trong cái cuộc họp hàng năm, hàng tháng trước khi xây dựng một cái nội dung hoạt động cho năm sau, thì ban chấp hành đảng bộ sẽ họp với ban giám đốc để thảo luận các cái nội dung để cùng đồng hành với nhau để thực hiện. Xác minh hồ sơ cực kỳ khó khăn. Đó thì là xác minh hồ sơ thì có nhiều người đi xác minh đến lần thứ mấy luôn. Thì nhiều người mặc dù họ đầy đủ cái phẩm chất rồi, vẫn đòi họ được vào rồi, nhưng mà xác nhận nhiều vòng quá, tại vì đa số công nhân doanh nghiệp và nhà nước đều là lao động nhập cư. Hồ sơ xác minh con người ở Cao Bằng, Lạng Sơn cơ. Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng của các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần phải tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ và của Tỉnh ủy nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phải tiếp tục nỗ lực nâng cái tỷ lệ nòng cốt chính trị trong các cái tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước lên nhiều hơn thì mới đảm bảo sự nòng cốt chính trị của đảng chúng ta trong cái khối kinh tế ngoài nhà nước. Đó thì cái này chúng ta phải lưu ý. Và tổ chức đảng trong doanh nghiệp đó dứt khoát là không tách rời sự tồn tại vững chắc của doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp phát triển vững chắc thì còn tổ chức đảng trong doanh nghiệp đó. Đảng viên và tổ chức đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nước phải nỗ lực làm sao để đóng góp cho doanh nghiệp mình trường tồn, phát triển vững chắc và làm ăn đúng pháp luật. Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề nghị nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt trong các đơn vị kinh tế tư nhân theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức các đoàn dự giám sát sinh hoạt đảng trong các chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đồng thời tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển. Sáng nay, Sở Ngoại vụ Đồng Nai đã tổ chức hội nghị về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn Đồng Nai năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giảng viên trình bày hai chuyên đề về công tác bảo hộ công dân và công tác lãnh sự, hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến công dân địa phương ra nước ngoài gặp sự cố, vi phạm pháp luật của nước sở tại, cũng như phối hợp xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. Đây là những vấn đề quan trọng mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ, công an nhân dân trên địa bàn tỉnh cần được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng trong xử lý những vấn đề thực tiễn phát sinh, góp phần định hướng công tác cho ngành ngoại vụ, đồng thời là bước chuẩn bị cho các mục tiêu chung của tỉnh để triển khai hiệu quả hơn đường lối đối ngoại trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong năm 2023, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Ngoại vụ, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài và các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam xử lý 8 vụ việc liên quan đến bảo hộ công dân và 75 vụ việc có yếu tố nước ngoài, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người dân theo đúng quy định của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã thông báo kết quả họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 11, họp thứ 39. Theo đó, thực hiện quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 39 để thông qua vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Căn cứ kết luận số 53 ngày 6 tháng 5 2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về xác minh tài sản, thu nhập đối với đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương. Qua kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm vi phạm kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng và quy định 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền. Xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Lê Hữu Đảng, đảng viên sinh hoạt đảng tại chi bộ khu phố 5 thuộc Đảng bộ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, nguyên huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên trưởng phòng kinh tế huyện, nguyên trưởng phòng hạ tầng kinh tế huyện, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị huyện từ tháng 5 2008 đến tháng 4 2013. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận đồng chí Lê Hữu Đảng có khuyết điểm vi phạm liên quan lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Hữu Đảng theo thẩm quyền. Chương trình tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định 509 phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu cụ thể năm 2025, phấn đấu đón từ 25 đến 28 triệu lượt khách quốc tế, 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 đến 9% một năm. Đến năm 2030, đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 13 đến 15% một năm, đón 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4 đến 5% một năm. Phấn đấu năm 2025, đóng góp trực tiếp 8 đến 9% trong GDP. Đến năm 2030, đóng góp trực tiếp từ 13 đến 14% trong GDP. Theo quy hoạch, đến năm 2025, du lịch tạo ra khoảng 6,3 triệu việc làm, trong đó khoảng 2,1 triệu việc làm trực tiếp. Đến năm 2030, tạo ra khoảng 10,5 triệu việc làm, trong đó khoảng 3,5 triệu việc làm trực tiếp. Về môi trường, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đến năm 2030, 100% các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Liên tục chương trình sẽ là câu chuyện bán vàng bình ổn giá được nhiều người quan tâm những ngày qua. Vâng thưa quý vị, sau hơn 10 ngày mở bán vàng miếng bình ổn giá, lượng người đến các điểm giao dịch vẫn rất đông. Ngoài địa phương trọng điểm là thành phố Hồ Chí Minh, tại Đồng Nai chi nhánh SJC Biên Hòa là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Bộ triển khai bán vàng miếng đến người dân. Lượng người đến mua vàng những ngày gần đây tăng đột biến, nhiều người đã phải xếp hàng xuyên đêm để được mua vàng bình ổn. Tôi đã xếp hàng từ 8 giờ tối hôm qua tới giờ. Cũng hơi mệt nhưng mà vui, mua được vàng là vui. Đúng rồi, tôi tới đây xếp hàng từ 1 giờ sáng mà bây giờ tôi không có được cái số top 20 người của buổi sáng. Tôi phải chờ buổi chiều. Mà tôi không dám đi đâu luôn, tôi ở đây từ 1 giờ sáng tới giờ luôn á. Tình trạng người dân chen chúc nhau, xếp hàng suốt ngày đêm để được mua vàng bình ổn giá không chỉ diễn ra tại Đồng Nai, mà đang là thực trạng chung tại các điểm bán bình ổn giá trên toàn quốc. Đại diện chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn cho biết, hiện nay chi nhánh đang áp dụng chính sách giới hạn số lượng vàng bán ra để tạo điều kiện cho ai cũng có thể mua được vàng. Tùy vào từng ngày, số lượng bán vàng sẽ khác nhau, dao động từ 40 đến 50 lượng vàng một ngày, chia đều cho hai buổi. Số lượng vàng bán ra thực tế rất ít so với nhu cầu của người dân. Do đó, cả người bán lẫn người mua đều mong muốn các ngân hàng và SJC tiếp tục có thêm nhiều điểm bán để phục vụ nhu cầu người dân. Bởi theo quy định, người dân chỉ được thực hiện mua bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng. Do cái miền Đông Nam Bộ, thì cái chi nhánh SJC Biên Hòa tôi là được phép phân phối cái vàng miếng theo chương trình bình ổn. Thì tôi kiến nghị là các ngân hàng mà được phép kinh doanh, được phép tham gia chương trình bình ổn này á, thì nên nhanh chóng tham gia vô để mà chia sẻ bớt cái áp lực bên chúng tôi, để cho mọi người dân đều có thể mua được vàng. Hiện nay toàn quốc có trên 40 điểm bán vàng bình ổn giá của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank cùng với công ty SJC tham gia bán vàng miếng ngân hàng nhà nước. Vào sáng nay, 5 đơn vị trên niêm yết vàng SJC với giá bán bình ổn là 76,98 triệu đồng một lượng, cao hơn 1 triệu đồng so với giá mua từ ngân hàng nhà nước. Đây cũng là phiên thứ 7 liên tiếp giá vàng không đổi kể từ phiên ngày 6 tháng 6.
Mức giá này đã giảm gần 14 triệu đồng một lượng so với thời điểm giá vàng đạt đỉnh hồi tháng 5, và chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới cũng được thu hẹp về mức 6,5 triệu đồng một lượng. Vâng thưa quý vị, sau một tuần bán vàng giá ổn định, giá vàng SJC đã giảm. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế cũng giảm xuống chỉ còn 6,5 triệu đồng mỗi lượng. Các biện pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được coi là đã có hiệu quả ban đầu. Tuy nhiên hiện cũng là lúc đặt ra vấn đề Ngân hàng Nhà nước sẽ bán bao nhiêu vàng và hình thức can thiệp này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa. Bởi giải pháp bán vàng bình ổn mặc dù cần thiết nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng lo khác. Nguyên nhân chính của việc nhu cầu mua vàng bình ổn tăng cao là do người dân không còn niềm tin đầu tư vào bất động sản, gửi ngân hàng thì lãi suất thấp. Bên cạnh đó, việc các điểm bán bình ổn giá đang có mức bán thấp hơn so với thị trường từ 2 đến 3 triệu đồng một lượng, cộng với niềm tin về việc giá vàng thế giới sẽ tăng mạnh trong tương lai và thanh khoản cao đã khiến người dân đầu tư mua vàng. Chủ yếu là người dân bây giờ, ví dụ như các ông bà già nhà tôi thì mua để chủ yếu là dưỡng già thôi. Không may là bệnh tật cái gì thì đem đi là ra bán thì lấy cái tiền đó để đi điều trị cho nó nhanh. Chứ nếu gửi ngân hàng thì ví dụ như bọn tôi nằm xuống rồi mà gửi ngân hàng thì ra rút lại phải ủy quyền, mà lúc đó còn ủy quyền cái gì được nữa. Đây nó khó, nó khó như thế. Cho nên là muốn như vậy. Dù khẳng định đảm bảo nguồn cung, nhưng để đáp ứng nhu cầu mua vàng rất cao hiện nay thì việc nhập khẩu vàng là phương án Ngân hàng Nhà nước cần tính đến. Theo các chuyên gia, điều này sẽ tiêu tốn nguồn lực ngoại tệ và ảnh hưởng dự trữ ngoại hối nhà nước. Trong khi đó, hiện còn có rất nhiều mặt hàng thiết yếu đang cần phải bình ổn. Bên cạnh đó, giải pháp bán vàng bình ổn cũng tiềm tàng các nguy cơ khác khi Ngân hàng Nhà nước xác định những ngày qua đã có nhiều đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đầu cơ, đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Hiện nay do chỗ chúng tôi nhỏ, chi nhánh tôi nhỏ, mặt tiền nhỏ thì người dân xếp hàng rất là đông thì nó cũng gây mất trật tự. Chi nhánh chúng tôi thì lực lượng ít thì chúng tôi chỉ lo được ở trong nội bộ chúng tôi thôi, còn bên ngoài thì nó đừng nói lộn xộn, thì mong các cơ quan công an ở địa phương á quan tâm hỗ trợ để mà sắp xếp lại trật tự. Mục tiêu của phương án bán vàng bình ổn là nhằm thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế ở mức phù hợp. Đây không phải là lần đầu Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp can thiệp này. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng đã bắt đầu lên tiếng về việc Ngân hàng Nhà nước cần có những dự báo và quyết định cụ thể về số lượng bán, thời gian bán để đảm bảo mục tiêu đề ra và không ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối và kinh tế vĩ mô. Thưa quý vị, theo các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu hạt điều, trong khoảng một tháng trở lại đây, giá hạt điều thô tăng đột biến từ 43 đến 45 ngàn đồng 1 kg. Thông thường, các doanh nghiệp chế biến cũng đã ký kết đơn hàng xuất khẩu điều nhân dựa trên giá mua điều thô. Với mức tăng giá như hiện nay, doanh nghiệp chế biến không thể cân đối giá bán và phải hoạt động cầm cự. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, thời điểm cuối tháng 2 và tháng 3 năm 2024, các doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng mua điều thô. Khi đó, giá điều nguyên liệu ở mức 1.000 đến 1.100 đô la Mỹ một tấn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn một tháng, giá điều thô đã được đẩy lên tới 1.500 đến 1.600 đô la Mỹ một tấn, tăng gần 50% so với trước. Đây là diễn biến từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Nguyên nhân được Hiệp hội Điều Việt Nam đưa ra là do một số nhà cung ứng nguyên liệu lấy lý do mất mùa để không giao hàng hoặc yêu cầu tăng giá theo mức tăng hiện tại thì mới tiếp tục giao. Trước đó, Hội đồng Hạt và Quả khô Quốc tế công bố thông tin sản lượng điều thô ở châu Phi giảm sút khoảng 7% do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, còn trong nước nguồn cung điều thô cùng ngày càng sụt giảm. Thưa quý vị, đây là lượng hạt điều nhân sắp tới sẽ được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông, và đây là cái đơn hàng đã được đặt hàng ở cái thời điểm mà điều giá đang thấp, do đó là doanh nghiệp chưa bị thiệt hại. Tuy nhiên, sau cái đợt hàng này thì doanh nghiệp không dám ký kết tại vì giá cả thị trường quá là biến động. Hiện đang ở cuối mùa điều, năm trước cơ sở này thu mua hạt điều thô trong vùng trên 100 tấn, nhưng năm nay chỉ có khoảng 28 tấn. Trong khi đó, điều nhập khẩu giá lại cao do chi phí vận chuyển, thuế. Khó khăn hơn nữa là nay giá điều thô trong nước lại tăng đột biến. Hiện tại giá điều nó đang tăng gần gấp đôi so với cách đây một tháng, thì thị trường tiêu thụ nội địa nó có dấu hiệu giảm.
do là kinh tế của mình thì không biết là có khó khăn hay không, nhưng mà người tiêu dùng thì tiêu dùng giảm đi so với cái lúc mà hạt điều nó còn rẻ. Do cái giá thành nó đội lên cao quá thì bắt đầu cái lượng đơn hàng nó giảm đi thì họ sẽ không có còn ăn hàng cao tiền nữa mà họ lại chuyển qua cái hàng thứ cấp nhiều hơn. Theo tính toán của chị Vân, chủ cơ sở hạt điều Phương Hưng, thời điểm này của những năm trước, chị đã ký kết các hợp đồng cho quý 3, nhưng hiện tại chị vẫn chưa dám ký kết một đơn hàng nào vì ngoài giá thu mua đầu vào hạt điều thô cao thì còn khan hàng và khó đưa ra mức giá ký kết. Do cơ sở của chị vừa phục vụ xuất khẩu vừa cung cấp cho thị trường nội địa, nên với tình hình như hiện nay thì chỉ còn dựa vào thị trường nội địa với phần khúc thấp. Thì mình cứ cố gắng mình nhận những cái đơn hàng mà nó mềm giá, rồi mình đi kiếm những cái mặt hàng mà nó mềm hơn để mình làm. Chẳng hạn như cái mùa trung thu này thì mình không tập trung làm hàng nguyên nữa, mà mình lại tập trung vô những cái mặt hàng bể để họ làm nhân bánh. Thì cái giá thành nó sẽ hạ xuống và người ta sẽ cần những nguồn đấy nhiều hơn. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, hiện điều thô trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu nguyên liệu để chế biến, 90% còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu. Do đó, nếu tình trạng bẻ kèo, làm giá kéo dài, nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu chế biến sẽ hiện hữu trong nửa cuối quý 3, quý 4 năm nay và ảnh hưởng đến cả quý 1 năm 2025. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp, Hiệp hội Điều Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp nỗ lực để đảm bảo tối đa hoạt động chế biến và giao hàng đúng hợp đồng đã ký kết. Trong trường hợp không có đủ nguyên liệu thì đàm phán, trao đổi với người mua điều nhân để khách hàng nắm rõ tình hình và có sự chia sẻ khó khăn. Thông tin trên lĩnh vực giáo dục, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai cho biết, thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong quá trình chuẩn bị điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Đồng Nai sẽ loại bỏ giấy thi từ các năm trước. Theo đó, đáng chú ý sẽ là thay đổi mẫu giấy thi tại kỳ thi quan trọng này. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự thay đổi mẫu giấy thi nhằm hạn chế nhầm lẫn cho thí sinh khi viết số báo danh. Với hơn 34.000 thí sinh đăng ký dự thi, Đồng Nai là địa phương có số lượng thí sinh đông thứ 5 trong cả nước. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6. Cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi. Theo lịch, thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi vào 14 giờ ngày 26 tháng 6. Liên quan đến việc triển khai dạy và học tài liệu giáo dục địa phương trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý quá trình biên soạn, thẩm định, in ấn, phê duyệt nội dung giáo dục địa phương cần đơn giản nhưng phải đúng quy trình, quy định, hiệu quả, có căn cứ bởi đây là nội dung khó. Bộ cũng yêu cầu vụ giáo dục tiểu học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, triển khai nội dung giáo dục địa phương tại các địa phương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty thành viên phải thực hiện hỗ trợ các sở giáo dục đào tạo, tham gia phối hợp với các đơn vị thuộc bộ trong triển khai nội dung giáo dục địa phương. Đối với các địa phương cần tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên. Sau thời gian tập huấn cần có đánh giá theo các giai đoạn sơ kết, tổng kết công tác này để rút ra bài học kinh nghiệm tham mưu cho Bộ Giáo dục Đào tạo trong chỉ đạo gỡ khó thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Thưa quý vị, từ năm 2004, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hiệp hội Truyền máu quốc tế và Hiệp hội Người hiến máu thế giới đã lấy ngày 14 tháng 6 là ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện nhằm kêu gọi các quốc gia, cộng đồng ghi nhận và tôn vinh hành động cao đẹp của những người hiến máu. Năm 2024 đánh dấu 20 năm tổ chức Ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu. Một trong những thông điệp quan trọng mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO và cả những người thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn tới những người hiến máu, những người đã mang lại hạnh phúc cho hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, cũng như gia đình và cộng đồng. Hay tin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức vận động hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đồng Nai 2, thành phố Biên Hòa. Thầy Thích Đức Phát và một số tu sĩ ở chùa Tự Đức, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu không quản đường xá xa xôi, có mặt từ sớm để xếp hàng chờ đến lượt được hiến máu. Đây đã là lần thứ hai thầy tham gia hiến máu tình nguyện. Cái việc hiến máu thì nó rất là ý nghĩa đối với cộng đồng. Thì đối với người tu, người xuất gia thì cũng hưởng ứng cái phong trào này. Tại vì nó tốt, nó đem lại lợi ích cho cộng đồng. Thì thầy hiến máu thì cũng là muốn góp một chút gì đó cho xã hội, cho cộng đồng. Không chỉ là một hay hai lần, có những tình nguyện viên hiến máu cứu người dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống. Mình hiến máu lần này là lần thứ 5 hay thứ 6 gì đó. Cái việc hiến máu này nó rất là tốt và nó có thể là nó góp phần cải thiện cái
mình đổi cái máu trong người á, mình biết được cái nhóm máu của mình, các anh chị em trẻ mình khỏe thì mình cũng cố gắng mình đi hiến máu. Riêng đó là về sức khỏe của mình và cũng có một cái lợi ích, và cũng thông qua đó mình cũng giúp cho những người mà người ta cần máu. Theo Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, số người hiến máu nhắc lại trên địa bàn tỉnh đạt trên 85%, cao hơn 30% so với mức trung bình của cả nước. Đồng Nai cũng là địa phương có nhiều câu lạc bộ hiến máu với 10 câu lạc bộ hiến máu dự bị, 78 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, 40 câu lạc bộ hiến máu gia đình, 1 câu lạc bộ máu hiếm, 2 ngân hàng máu sống, ước tính có hàng ngàn tình nguyện viên tham gia. Những con số cho thấy phong trào hiến máu tình nguyện tại Đồng Nai không chỉ phát triển quy mô, số lượng mà nhận thức của người dân về hiến máu cứu người ngày càng tăng. Điều này đã góp phần đưa tỉnh Đồng Nai trở thành một trong 5 tỉnh thành luôn đứng đầu số lượng máu tiếp nhận, khoảng 33 đến 37 ngàn đơn vị máu hiến mỗi năm. Riêng trong năm 2024, tỉnh được giao chỉ tiêu vận động 33.500 đơn vị máu hiến. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tích cực phối hợp Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố và Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy đã tổ chức vận động và tiếp nhận trên 17.800 đơn vị máu hiến, đạt 53% chỉ tiêu cả năm. Tinh thần hiến máu tình nguyện của người Đồng Nai rất là cao. Để duy trì được cái tinh thần hiến máu tình nguyện này, đầu tiên là chúng tôi phải làm sao để tuyên truyền để người dân hiểu về cái quyền lợi và ý nghĩa tích cực của cái việc hiến máu của người là nghĩa cử cao đẹp. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng phải duy trì kết nối, chia sẻ thông tin để người hiến máu, những cái thắc mắc của người hiến máu. Và bên cạnh đó thì chúng tôi duy trì những cái hoạt động như là tôn vinh người hiến máu tình nguyện từ cấp huyện, cấp xã và đến cấp tỉnh, hoặc là đề nghị với lại Ban chỉ đạo quốc gia có những cái bằng khen để là tôn vinh, suy tôn những người hiến máu tiêu biểu. Phía sau những giọt máu trao đi là sự biết ơn của bao người bệnh đã và đang được tiếp nhận nguồn máu quý giá, để họ được tiếp thêm niềm tin, hy vọng sống vào một tương lai tươi sáng hơn. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng trẻ hóa tội phạm đang có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các địa phương, đồng thời đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác quản lý, giáo dục đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay, ghi nhận tại địa bàn thành phố Long Khánh. Đây là một đối tượng sau khi đi hát karaoke lời qua tiếng lại với bạn hát, thì gọi đồng bọn đến dùng dao tự chế để thanh toán nhau. Nhưng rất may là sự việc đã được người dân can ngăn nên chưa dẫn đến những gì đáng tiếc. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này đã làm náo loạn, sự sợ hãi kinh hoàng cho người dân nơi đây. Ngay sau đó, nhóm này đã bỏ trốn, đến nay mới bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Long Khánh bắt giữ. Thì trong lúc hát karaoke thì em của em có xảy ra cãi vã với anh Rin, thì lúc đó em có kêu đi ra ngoài, thì lúc em ra đứng ra ngoài thì có đám em của em chạy xuống. Thì có bao nhiêu người, có tổng cộng là tầm có 4 đến 5 người. Chạy xuống đâu? Dạ, chạy xuống karaoke trong phút thì có mang theo dao tự chế. Em chỉ cho em cãi vã. Thì có chạy vô có mấy anh em can ngăn. Thì nói chung là trong sự việc thì không có xảy ra sự cố nhưng mà gây ảnh hưởng đến người dân. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn đối tượng, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản. Với mục đích là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, hình thành điểm nóng an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ về an ninh trật tự. Thì với kết quả đó thì từ 6 tháng đầu năm 2024, đội cảnh sát hình sự đã tham mưu đấu tranh phòng chống loại tội phạm, góp phần làm kéo giảm tội phạm hình sự. Theo đội cảnh sát hình sự công an thành phố Long Khánh, trong 6 tháng đầu năm 2024 xảy ra 45 vụ phạm pháp hình sự, giảm 15 vụ so với cùng kỳ 2023, thiệt hại khoảng 2,2 tỷ đồng, bị thương 6 người, đã điều tra làm rõ 39 trên 45 vụ, khởi tố bắt 45 bị can. Trong đó cờ bạc mại dâm phát hiện 10 vụ với 56 đối tượng, khởi tố 5 vụ, 34 bị can đánh bạc, xử lý vi phạm hành chính 4 vụ, 18 đối tượng đánh bạc. Riêng tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 21 trên 45 vụ, chiếm tỷ lệ trên 46%. Đã tuyên truyền, đã làm công tốt, làm công tác tuyên truyền về vấn đề mà phòng chống tội phạm. Thì riêng cái đặc biệt là tội phạm mà công nghệ cao, đồng thời cũng tuyên truyền về phòng chống cháy nổ. Thì người dân cũng rất là ý thức về vấn đề này. Thì nếu mà nhìn chung thì về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội rất là ổn.
À, tôi nhận thấy như thế. Thì trong thời gian tới thì sẽ tăng cường cho lực lượng công an các xã phường đủ về là số lượng và để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ về lĩnh vực quản lý chính cũng như an ninh chính trị trên địa bàn, thì là cũng đã chỉ đạo tất cả các đơn vị chức năng tăng cường. Thứ nhất, làm gì làm, muốn đảm bảo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phải là tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho thành ủy, ủy ban và ban giám đốc công an tỉnh giải quyết mọi vấn đề là trên địa bàn. Tuy nhiên theo công an thành phố Long Khánh thì hiện nay đáng ngại nhất vẫn là tình hình tội phạm trẻ vị thành niên. Thường các đối tượng này kết bạn quen nhau trên mạng xã hội, tụ tập rủ nhau ăn chơi, gây rối, rất khó kiểm soát hành vi bốc đồng. Chính vì thế lực lượng công an mong muốn các bậc phụ huynh, gia đình cần quan tâm sâu sát con em mình, nhất là đồng hành chia sẻ để kịp thời uốn nắn giáo dục trẻ vị thành niên không vi phạm pháp luật dẫn đến các sự việc hậu quả đáng tiếc.